Dạ, ôi ôi, cụ bị tai biến, cái tai bên đây bị Liệt cả nửa thân lệch người á. lệch nửa thân người luôn rồi. Ông đây phải chăm sóc không? Ôi, Nam Mô A Di Đà Phật, để cụ sinh Cảm ơn em, hoạt cảm ơn ha. em. Dạ, cụ nhận đi cụ. Cầm cầm Nè, đi. Cảm ơn. nè cụ cào cụ cầm đi. Nhâm ơn. Đây luôn. Dạ, thì có nghĩa là mình tự san sẻ cái công việc với nhau. Có nhiều khi mình nấu cháo nè, nấu cháo Dạ. người khác. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại cơ sở bảo trợ Hưng Phước Thành. Đây là một cái viện dưỡng lão của các người già ở xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đó cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì được sự hỗ trợ của chị Xuyên ở Nhật Bản thì Bùi Hồ vô đây giao duyên cũng như là quay lại cái hoàn cảnh của các cụ cho cô bác quý anh chị xem nha. Và đây là cái con đường đi vô nè. Và đây là cái lối đi vào nè cô bác quý anh chị. Ở đi bên đây chứ. Ồ. Sao xin tạm ngưng tiếp khách là sao vậy? Anh đang sinh hoạt hay sao? Quanh kia đi. Bên đây, qua đây. Anh đi đường bên đây. Chào bà Chính. Thì cái trung tâm bảo trợ của mình đó bà Chính thì được thành lập bao nhiêu năm hả bà Chính? 17 năm. Dạ, 17 năm, vậy là năm 2005. Dạ. Ở đây thì có tất cả là bao nhiêu cụ hả bà Chính? 24 cụ. Là cụ ông là bao nhiêu, cụ bà là bao nhiêu bà Chính? Cách tầm 12 gì đó. Dạ. Đàn ông ít hơn. Hôm trước thì con đi đi ghé trung tâm của bà Chính một lần thì con thấy chiều là các cụ thường niệm Phật hả bà Chính? Ngày nào cũng vậy luôn. Dạ. Niệm Phật bốn thời. Ngày niệm Phật bốn thời. Dạ. Theo theo đạo Hòa Hảo Phật giáo bà Chính. Phật giáo con ơi. Dạ. Tịnh độ Phật giáo. À, cái duyên sao mà ngày xưa mà bà Chính mở ra cái trung tâm các cụ già hay bà Chính? Người ta thấy người ta ít chịu nuôi cha mẹ quá à. Coi vậy cứ chứ cha mẹ không chịu nuôi. Cô thấy vậy cô gợi gậy gợi lên rồi người ta sống lại, người ta chung lo đó. Dạ. Thì lúc đó cái chi phí mà xây nên cái trung tâm của mình là nhiều tiền không bà Chính? Cũng cũng có người tiếp rồi cũng có người phụ giúp đồ cũng nhiều chứ. Dạ. Cái này là hồi đó hồi năm đó là trên trên 100 triệu đó. Dạ. 2005 mà trên 100 triệu là nhiều tiền lắm á. Bây giờ chắc có lẽ là con nhờ bà Chính hướng dẫn con đi thăm các cụ ha. Cái diện tích mình lớn không bà Chính? Diện tích của trung tâm mình đó. Cũng hơn công đất chứ gì. Dạ. Cụ ở đây mà các cụ ở đây là đa số trong tỉnh mình hay là ngoài tỉnh cũng có bà Chính? Cũng trong có ngoài có. Dạ. Cụ là tỉnh ở xa nhất là tỉnh nào hả bà Chính? Dạ. Chị này là kêu quận gì vậy? dạ kêu cũng mồ côi cha mẹ đó. À, bị bệnh bệnh đau. À, bệnh đúng đau. Rồi đúng rồi. Dạ. Vậy đó. Dạ, các phòng ở đây con với bà Chính đi vòng vòng các cụ ở đây ha. Bà niệm Phật đó có bước lắm đó. Dạ, con chào cụ. Cụ năm nay là cụ bao nhiêu rồi cụ? 78. Cụ ở đây được 76. 76. Cụ đây là được bao nhiêu năm rồi? Dạ, chưa đây à. Dạ.
được mấy tháng. Mấy tháng rồi. Ừ, nhà dạ. Cụ ở đâu? Con cái nghèo lắm. Dạ, vô đây. Nghèo quá nó nuôi không được. Dạ. Rồi cụ vô đây cụ thấy vui không? Dạ vui. Khóc luôn rồi. Có bạn già nhau vui. À, cụ ơi, hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho chị Xuyên ở Nhật đó cụ. Dạ. Gửi cho cụ 200 ngàn để cụ sinh hoạt dạ. Ha. Dạ cụ. Dạ. Con cụ bên đây là chứ. Dạ con chào bác. Bác. Dạ. Bác ở đây lâu chưa bác? Năm mấy. Năm mấy. Dạ. Nhà bác ở đâu mà bác lại đây bác ở? Sa Đéc. Dạ. Bác có con cái gì không? Có, nó ở nhà trọ. Ở nhà trọ không à. Rồi bác lên đây sao mà bác biết cái cơ sở của bà Chính ở đây? Người ta chỉ. Người ta chỉ ha. Rồi bác ở đây thấy vui không? Vui. Vui. Vô bếp rồi nó cơm tiếp. Dạ, còn bác trai? Ông Nhâm. Ông Nhâm là vậy là bác trai với bác gái ở đây luôn. Dạ, hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho chị Xuyên ở Nhật Bản á, gửi cho bác 200 ngàn để bác sinh hoạt ha. Cảm ơn chị Xuyên ha. Dạ, à, đây là cái phòng của bác đấy hả? Có được một cái chiếc chiếu nè, cái mùng nè. Ở đây là các vật dụng và đây là cái phòng vệ sinh của mình luôn ha bác ha. Dạ, ở đây sạch sẽ. Dạ. Cảm ơn cô Xuyên đấy ha. Dạ. À, có kinh diệu pháp liên hoa nữa nè. Này bà Chính tặng hả bác? Dạ. Ôi. Đi ra chơi với mấy anh nè. Đây cái bạn này thì ở đây lâu chưa bà Chính? Cũng lâu rồi đó mà. Cũng cả 10 năm rồi. Có 10 năm rồi. Cái nhà ở đâu bà Chính? Rồi đó nó đi xuống nó là mẹ con rồi xuống là chừng chừng năm cái mẹ nó mất. Dạ. Mình ở đây luôn. Dạ. Rồi ở đây thì cái chi phí sinh hoạt điện rồi sao bà chính chịu hết luôn. Được. Dạ. Rồi ơi. À, bao nhiêu tuổi hả bà Chính ha? Cả 40 tuổi. Chị em gửi cho chị nè. Này là chị biết bao nhiêu tiền không? Hả? Bao nhiêu tiền? À, không biết. Bao nhiêu? Nó không biết. À. Cái gì đó? Cái gì vậy? Không biết tiền. Không biết đâu. Ở đây có mẹ thì mẹ mất à? Lúc trước mẹ cũng ở trong này luôn hả bác? Mẹ ở bên con ở. Bên. Mẹ bên đây thì mẹ mất. Mẹ mất thì về quê an táng an nghỉ ở quê luôn thì sao bác? Bên. À. Cụ bên đây đang ngủ không? Là chắc là cụ rồi. À, nó bà Chính gửi rồi. Bà Chính con gửi cho này cũng 92 tuổi đó. Dạ. Là bà Chính gửi cho cụ giùm con, nó chị Xuyên ở Nhật ra. Ừ. 92 tuổi cụ. Cụ này là chắc lớn nhất nha bà Chính. Ừ. Ở đằng kia cũng còn cụ cũng tuổi rồi. Dạ. Ừ. Ở đây cái con thấy cái cơ sở của mình thì bây giờ cũng xuống cấp cũng nhiều ha bà Chính. Ừ. Dạ. Dạ, dạ cụ, chị Xuyên ở Nhật Bản gửi cho cụ 200 để cụ sinh hoạt dạ, ha dạ. Cụ năm nay là cụ bao nhiêu rồi? Dạ 82 tuổi cậu. Dạ, quê cụ ở đâu? Dạ ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang, ở quyền nào cụ? Ở Cai Lậy đó cậu. Dạ, cụ có gia đình rồi, con cái đâu hết không? Tôi con có cho... một đứa con nó qua đời rồi. Dạ. Rồi thành ra tôi tới đây ở với bà Chính. Tới đây hữu hỷ bà Chính cho ở đó. Dạ. Giờ tôi tới đây. Cụ ở đây được bao lâu rồi? 9 tháng rồi cậu. Rồi cụ ở đây cụ niệm Phật hàng ngày thì cụ thấy cụ vui không? Vui, được. Ở đây với bà Chính là tôi thích lắm. Ở đây với bà Chính là thích dạ, lắm. Dạ, dạ. Ở với cô Chính này tôi thích lắm. Bởi vì cô Chính này người hiền. Cô Chính này với cô mời là em ruột của cô Chính này đó. Là ăn chơi trường. Dạ. Dạ. Thành ra tôi thấy như vậy tôi tới đây tôi ở đó. Dạ. Anh Hồ thấy không? Cụ xếp đồ rất là gọn, thậm chí là móc nè, dao nè, để rất là thẳng nè, mọi thứ đều gọn hết nè. Dạ. Ở đây là cụ, em thấy cụ kìa mùng mền, cụ kìa, y gan trong quân đội không? Dạ.
Rồi cụ hàng tháng thì sinh hoạt rồi cụ có tiền sinh hoạt không? Có. Dạ thí dụ như các cậu vậy nè, đến vậy nè. Dạ. Và lì xì vậy đó là có tiền xài hàng ngày được. Ừ. Dạ còn ăn uống hay là bệnh hoạn gì ít đó thì cô Chính lo. Dạ. Dạ nhờ sự giúp đỡ của cô Chính. Dạ. Con thôi con chào cụ ha. Cảm ơn hai cậu. Dạ. Dạ bác, dạ con chào bác. Dạ, bác ở đây được bao lâu rồi? Ở đây hồi chị Chính cất nhà này tới giờ, nhà cũng chia tới giờ. Là 2005 tới giờ luôn, là mười mấy năm rồi. Dạ. Dạ, rồi bác ở đâu? Ở bên chợ. À, chợ, chợ Mỹ An hả, chợ Mỹ Quý? Chợ Mỹ Quý. Dạ, bác có con cái gì không mà bác? Có. Dạ, nhưng mà bác vô đây thấy vui hơn. Vui lắm. Dạ. Để vui mới vô đây á. Dạ, vô đây được niệm Phật đồ vui. À, dạ bác hôm nay thì con đến đây á thì con thay mặt cho chị Xuyên ở Nhật Bản á gửi cho bác 200.000 ha. Cảm ơn. Dạ con chúc bác luôn có sức khỏe. À, mỗi một cụ ở đây đều có một cái căn phòng riêng biệt lập hết, riêng hết à. Mà đa số các cụ ở đây đều tới thăm mà. Dạ. Dạ cụ. Dạ con chào cụ ha. Dạ cụ đang mệt hả? À, ngồi xe nó sốc cái bữa giờ nó đau cái lưng. À. Ngồi dậy nó đau dữ lắm. Cụ đi đi đâu mà ngồi xe? Thì cũng như đi lên đi xuống vậy đó. Dạ nhà cụ ở đâu cụ? Ở Tân Mỹ. Tân Mỹ. À, cụ về quê ha. À. À, lâu lâu cái cụ lên đây. À, hôm nay con đến đây thay mặt chị Xuyên gửi cho cụ 200 ha. Để cảm ơn nha cậu. Dạ. À, cụ nghỉ ngơi khỏe ha cậu. Dạ. Ôi. Cái bác này sao vậy bà Chính? Bác cũng ít tính nói lắm. Nhưng mà con thấy sao mà ba khóa bác lại. Ừ. Vậy đó. Bác khóa lại hoài vậy đó. À. Ừ. Sao mình khóa lại vậy? Quậy. Bị nó hư hình can chì rồi, rồi con này khóa lại trộn ngày. Nhưng mà bác này có thường ít nói. Dạ. Ừ. Dạ cụ ơi, con gửi cho cụ tiền ha. Cảm ơn cháu đi. Rồi bác nói lắm. Ừ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Ừ. Trời ơi. Dạ cụ, dạ con gửi cụ. Dạ. Ơi có những cụ đi không? Dạ con chào bác. Dạ bác ơi hôm nay con đến thăm mình đó, con thay mặt chị Xuyên gửi cho bác 200 ha để bác sinh hoạt. Dạ. Dạ bác ở đây lâu chưa bác? Năm mấy rồi. Một năm mấy rồi. Dạ thôi con chúc bác sức khỏe ha. Ở đây thì mình nhận thấy tất cả các đèn điện thắp sáng đồ đó không nó quá. À, dạ cụ này 92. Ờ cụ này 92 thôi. Ờ con chào ngoại. Dạ. Ngoại năm nay là ngoại 92 tuổi rồi hả? Mới có 90 à. Mới có 90 à. Dạ. Nhà ngoại ở đâu? Ở Sà Đéc. Ở Sà Đéc. Ngoại lên đây ở được bao nhiêu năm rồi? 11 năm. 11 năm. Dạ. Ôi ơi. 11 năm. À, ngoại có con cháu gì không? À, không có. Có cháu kêu bằng cô bằng gì mà nó ở tứ tán hết trơn. Dạ. Rồi thôi ở có mình không có chồng không có con. Rồi thôi vô đây ở với cô Chính. Dạ. Dạ. Ngoài mà sao ngoại biết ở đây chỗ này? Bị gì hồi đó con em tôi có ở đây nè. Dạ. Rồi nó giới thiệu tôi cô Chính nè. Cô Chính với cô Mười tử tế lắm, chị qua đi ở đi. Đừng ở đâu hết á. Rồi tôi qua đây tôi ở luôn. Ngoại ở đây vui nhất là cái gì? Vui người ta đông. Người ta đông. Ừ, rồi mình nói chuyện nói đồ cũng được. Ăn uống đồ nói ngay đầy đủ đó. Dạ. Ăn uống đồ đầy đủ đó. Ngoại ăn tương hay là ăn mặn? Tôi tương. Ngoại ngoại chay trường luôn. Ăn chay trường mà. Ăn canh ha đồ xào đó khói. Tôi ăn hem với xà chín nha. Tôi ăn có hai thứ đó à. Xà chín với hem. Chứ ăn nó khói. Dạ. Có hơi dầu có mỡ nó khói. Dạ, ngoại ăn chay trường người ngoài niệm Phật. Dạ. Niệm ngày ba thời.
Dạ, tôi ở đây tôi niệm đâu có đi dưới được. Dạ. Vợ cắn đi không có được. Dạ. Vợ nằm đây đốt nhang niệm Phật. Ngoài ạ. Dạ. Ngoài ở đây thì có nóng không? Có quạt. Dạ. Cô, ở chỗ này ngoài ở sạch như nè, ngoài ở cực kỳ gọn gàng luôn. Cô mua cái này nè, lót nằm cũng mát lắm chú. À, cô Chính mua cho ngoài đó ha. À, cô Chính mua giùm. Cô Chính mua. Nằm nó mát dữ lắm. Dạ. Ở đây con thấy la phong của bà Chính hiện nay xuống cấp rất là nhiều rồi. Nè. Ở đây nhà vệ sinh thì cũng nhận thấy ở đây nó được cái tấm màn này nó dừng hơi tạm bờ tí xíu. Dạ. Con thay mặt chị Xuyên Nhật Bản gửi cho ngoại 200 để ngoại sinh hoạt. Vậy cảm ơn hai chú ngàn. Dạ. Dạ. Chị em tôi ở đây cũng có nhờ Mạnh Thường Quân. Dạ. Người ta cũng giúp đỡ vô một chút. Dạ. Dạ. Cô Chính lo nữa. Dạ. Dạ. Thành ra nên chị em tôi ở đây cũng đỡ lắm. Dạ. Dạ. Dạ, con chào cụ. Dạ. Dạ. Hôm nay con đến thăm cụ nè. Dạ. Dạ. Cụ năm nay cụ bao nhiêu rồi? Dạ 68. 68, cụ ở đây được bao lâu rồi? Mới ở được mấy ngày à. Mấy ngày lâu luôn. Ở lâu chưa mà chứ? Ở có 3-4 ngày. Cả tháng. Cả tháng. À. Vui không cụ? Dạ cũng vui. Cũng vui. Thôi dạ. Con gửi cụ 200 ha. Dạ. Để cho cụ mua sinh hoạt ha. Dạ. Cảm ơn hai chú. Dạ. Vậy giáp hết chưa bà Chính? Giáp hết các cụ. Trả ra đi ra hàng trước. Dạ. Ở đây thì con thấy cái la phong đồ đó bà Chính. Thì xuống cấp rất là nhiều nè. Thì bà Chính có dự định là làm lại cái phần la phong này lại cho các cụ không? Chắc cũng phải làm lại chứ. Dạ. Chính ơi, chắc mấy chị đàn ông đi để bá tắt cho nó bà Năm ơi. Bà Năm. Rồi bà Chính có dự định là khi nào bà Chính làm lại không? Tính làm lại đó con ơi. Dạ, con thấy nó xuống cấp quá. Với cái phần nhà vệ sinh đó bà Chính. Thì cái đó phải có một cái cánh cửa cho nó kín đáo hay không ha? Con thấy cánh cửa như ở đây nè, quay cho cô bác quý anh chị xem ở đây chỗ cụ này nè. Thì được dạ, đã cho chị này nè. Thì được dùm tạm bợ bởi cái viên gạch ở chỗ này. Cái này mà phải có một cái cánh cửa ở trên. Dừng lên thì thấy nó kín đáo hơn. Dạ, với lại mà mai mốt nếu Mạnh Thường Quân mà có lòng hảo tâm thì dán gạch lên cái phần nhà vệ sinh tí xíu thì nó sẽ không có dính nước, ít ẩm thấp. Dạ. Thôi vậy con với bà Chính đi qua bên cái chỗ. Cho bà này 200 đi. Đây để con gần. Dạ cụ. Dạ. Còn cụ ở đâu nữa không bà Chính? Đi qua đây. Có. Dạ. Sẵn chúc bà Chính dẫn cho con cái khu mà các cụ này thường niệm Phật hả bà Chính? À, bên đây là cụ bà ở riêng. Nam nữ niệm chung. Dạ, nhưng mà cái khu bên đây là con thấy là cụ bà không à? Đúng rồi. Dạ, còn qua đây là cụ ông. Chỗ này chỗ niệm Phật. Niệm ba thời. Sáng dạ. Sáng mấy giờ? 5 giờ là niệm rồi bà Chính? 5 giờ, 10 giờ. Với lại 4 giờ chiều. Chiều tối. Dạ. Cái này là ngọc không? Ở đây thì phải có cái lao phong phờ làm phần ở trên này á. Thì nó đẹp hơn cái phần mái trên này. Này cái gác á. Ở đây nó có thiếu quạt gì không chú? Hả? Quạt này đủ mát không? Thiếu. Ờ. Cũ bà. Cho con vô nha bà Chính nha. Dạ. Ở đây thì cái phần ở dưới này là nếu như mà được dán gạch lên á. Dán gạch men lên ở chỗ này. Dưới phần ở trong cho nó ấy, với lại đóng la phong ở chỗ này là được à. Mà cho các cụ có nơi niệm Phật. Hôm bà Chính thì dừng mấy cái này là làm cái nhà này lâu chứ bà Chính? Cũng lâu rồi. Dạ, lúc mà bà Chính xây cái cơ sở này thì là 2012 nè, cái thác này nè. 2008 không? Dạ.
Ồ. Ở đây thì đa số cô bác của anh chị thấy cái phần tường gạch ở đây á, nó bị nứt, nó bị xuống cấp à, tại vì nó cũng khá là lâu à. Ừ, đúng rồi, con thấy. Dạ, ngay cả phần sau này nè là được để dừng bởi cái tấm mót á. Với lại miếng giấy ngoài sao. Ở ngoài sao là con thấy là cái cửa sổ ngoài sao, những cái lưới đó ngoài sao bà Chính. Ừ, này nè. Cô làm tạm bỡ lắm con ơi. Dạ. Đấy là cô cũng làm lại chứ. Dạ. Vậy thấy cũng tạo thảo lắm. Dạ, bên đây là các cụ, bên đây là bao nhiêu cụ hả Chính? À, 9 người à. 9 người. Nồng. Dạ. Vô người ta à. Dạ con chào cụ. Hôm nay nói chuyện có được đâu. À. Vậy cho biết. Ờ à, khóc rồi. Khóc rồi. Vậy đó, không bị não. Con gửi cho cụ 200 ngàn. Dạ cụ cầm ha. Tiền thì không biết xài chứ mà. Cụ biết nhiêu tiền không? Nhiều à. Dạ, ôi ôi, cụ bị tai biến, cái tai bên đây bị liệt nữa, liệt nữa thân người luôn rồi. Không biết phải chăm sóc không? Ô, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Liệt nữa người nè. Trời ơi. Cụ này ở bên đây luôn. Dạ, ở bên này nó không bìa rồi. Không đi tập thể dục á. Dạ. Cụ, dạ, con gửi cho cụ 200 ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ôi ôi. Đi lên triệu tư nữa. Ờ, triệu tư nữa, cho triệu tư. Dạ. 2, 4, 6. Tôi ở phòng này là 7, rồi 9. Dạ, dạ, vậy là chú ở trong này luôn hả? Ừ, tôi phục vụ mấy ông này nè. Dạ, con chào cụ. Dạ. Dạ, cụ năm nay là cụ bao nhiêu rồi ha cụ? 70 rồi. 70. Dạ. Cụ ở đây lâu chưa? Lâu rồi. 5, 6 năm rồi. 5, 6 năm à. Rồi. Dạ, cụ quá cụ rồi. Cụ, con thay mặt cho chị Xuyên gửi cụ 200 ngàn để cụ sinh hoạt. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cụ ơi, con gửi cho cụ 200 để cụ sinh hoạt ha. Dạ, dạ cụ nhận đi cụ. Nè cụ cào cụ cầm đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Ủa sao cụ khóc rồi? Thì ổng vậy đó, ổng không có bình thường. Ổng không bình thường. Bệnh con ổng ấy. Trời ơi. Ê, con còn 5 cụ ở trong đây, 1 5 cụ hả chị? 5 năm đúng rồi. Nhờ chú này nhờ. Dạ, mà dưới là chú nữa là 5. Thì thôi con gửi cho các cụ mỗi cụ 200 ngàn. À, 1 triệu quá. Dạ. Dạ. Dạ, có gì gửi giùm con ha. Rồi cái nhà bếp là. Dạ, cho con quay coi nhà bếp luôn. Ở đây là các cụ nam là sống ở trong các phòng này. Dạ, cho con. Dạ. Ôi, ở đây là mình con thấy cái phòng ở bên đây nó còn tạm bợ hơn bên kia nữa chú. Này là tiền của bà Chính á. Này tiền bà Chính. Ờ, bà bỏ bà làm tiền phòng. Mấy tôi làm á. Có toilet rồi. Còn bên kia thì thầu làm. Toilet là sao? Đây là toilet. Dạ. Ở đây cũng có quạt gió đầy đủ nhưng mà cái phần này thì bà Chính tiền bỏ ra làm. Ừ, chứ không có ai tài trợ, còn bởi người tài trợ. Dạ. Không vậy. Ở cái phòng này gió vô mát ghê nè. Nó lạnh dữ lắm. Giờ tại nó đực tàu. Ở đây điện đồ đầy đủ hết nè. Tắt rồi. Đi. Có điện chưa? Nhà bếp thì vậy đó đó. Còn cái phòng này là người mất cái đưa vô nè. Ồ, người đang mất á. Dạ. Cái mình kia nó chở hòm xuống cái mình ra mình điện. Cái phòng ở đây ở trong cụ, ở các cụ thường mất ở trong đây luôn hả chú? Không có, ví dụ mất ở bên đó. Dạ. Mình đem qua đây. Dạ. Mình kia qua đây nè. Dạ. Ở phòng này. Nhà khác vậy đó. Dạ. Tôi ở bên phòng đó, một cái bên. Ở đây thì đó giờ các cụ bao nhiêu cụ mất? Cái mới cái này là mất. Mấy bà mới có yêu cầu là mất có một bà mất. Dạ. Là vô phòng này. Còn ở đó. Dạ. Giờ là mất cái đâu là để ngay đó. Dạ. Nhưng mà ta sợ. Dạ. Ta mấy bà mới kêu làm nhà xác á riêng á. Ừ. Mất đem ở đây liền á. Dạ. Còn trước là ví dụ như mất phòng nào là để phòng đó. Dạ. Đó, nhà bếp ở dưới đó.
rộng dữ lắm. Dạ con chào các ba. Dạ chú giải và chú cho quà chịu ơi. Đang nấu gì bà Chính? Nấu bầu luộc. Bầu luộc. Một ngày vậy là nấu bao nhiêu lít gạo hả bà Chính? Cũng có chừng 15 lon. 15 lon. 15 lon là một buổi hay là một ngày bà Chính? Một ngày á. Một ngày. Rồi ai sẽ là người cái công cụ mà nấu nướng rồi quán xiến dọn ra bà Chính? Có. Có gì nấu. Dạ. Các cô này là ở trong bếp. Trong bếp. Nhưng mà các cô là ở đây luôn hay là ở chỗ nào? Ở đây luôn. Dạ thì có nghĩa là mình tự san sẻ cái công việc với nhau. Dạ. Cũng nhiều khi mình nấu cháo nha. Dạ. Sáng cho mấy cụ ăn với muối. Ờ vui ha cụ. Củ cải muối. Dạ. Ta cho củ cải đấy cái chị Chính kia. Ở đây là tự làm với nhau thôi. Ừ. Dạ. Thôi chắc có lẽ là con sẽ mời bà Chính qua chỗ ra trước rồi. Con tâm sự bà tí xíu. Chú qua chú cho quà. Rồi. Dạ. Em đâu có hay. Dạ. Con chào cô ha. Dạ. Con thấy cái chân của bà Chính bị yếu hả? À, dạ thưa bà Chính thì hôm nay á thì con đến đây con thay mặt cho chị Xuyên để mà hỗ trợ các phần quà cho các cụ ở trong cơ sở của bà Chính để mà sinh hoạt thì con cũng thay cho mặt cho chị Xuyên Nhật Bản gửi cho cơ sở bà Chính là 5 triệu đồng để bà Chính có thể trong cái cơ sở của mình có tiền để mình làm. Dạ bà Chính nếm làm con với. Dạ. Con đếm rồi thôi. Dạ. Các cái đoàn từ thiện thì thường đến cái cơ sở của mình nhiều không bà Chính? Thỉnh thoảng cũng có là dài. Dạ. À. Dạ bà Chính có thể cho con có thể tiện đọc cái số điện thoại của bà Chính lên trên này để coi mọi người có thể biết có thể liên lạc đến bà Chính á để thăm các cụ á. Thì cái số đó. Dạ. À, số điện thoại của bà Chính đó là của cơ sở bảo trợ xã hội Hưng Phước Thành. Ừ. Là số điện thoại là 02773 987 789. Ừ. Dạ. Ôi, hôm nay thì con cảm ơn bà Chính rất là nhiều đã hướng dẫn con đi thăm các cụ ở đây cũng như cho con gặp gỡ các cụ cũng như là thay mặt cho chị Xuyên ở Nhật Bản. Ừ. Có thể giao duyên cho các cụ ở đây cũng như là hỗ trợ phần nào cho cái cơ sở bảo trợ của bà Chính. Ừ. Thì chắc có lẽ là con sẽ sớm quay trở lại bà Chính. Dạ. Con chúc cho bà Chính luôn có sức khỏe dồi dào. Dạ. Dạ con chào bà Chính ha. Chào bà.